Thưa quý vị, Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa cho biết địa phương vừa ghi nhận thêm một vụ ngộ độc rượu pha methanol khiến một người tử vong và 3 người phải nhập viện cấp cứu. 4 người bị ngộ độc rượu đều trú tại xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau đang tích cực theo dõi, chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc, trong đó có một trường hợp sức khỏe rất nguy kịch. Trước đó, các nạn nhân đã sử dụng chai nước sát khuẩn tay pha vào rượu để uống. Ngày hôm sau, tất cả đều đau đầu, mệt, nôn ói nhưng không đi khám. Đến khi có một người mệt và tử vong tại nhà, nên gia đình đưa 3 người còn lại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau nhập viện điều trị. Do nhập viện điều trị trễ nên những trường hợp này đều có biến chứng nguy hiểm. Một trường hợp tiên lượng xấu, cả 3 bệnh nhân đều xác định là do bị ngộ độc rượu methanol.